Laudetur Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 9, tường thuộc ngày thứ hai trong chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco đến Papua New Guinea. Đức Thánh Cha Francisco gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau khi thăm hữu nghị toàn quyền Papua New Guinea tại tòa nhà chính phủ, Đức Thánh Cha di chuyển đến trung tâm APEC House, trung tâm hội nghị chính của thành phố, được xây dựng để tiếp đón các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 năm 2018. Tại đây, Ngài gặp gỡ giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tại cửa chính của trung tâm hội nghị APEC, Đức Thánh Cha được toàn quyền của Papua New Guinea đón tiếp ở lối vào chính với những vũ điệu truyền thống. Sau đó, Ngài đi đến APEC Leader Foyer và gặp gỡ khoảng 300 người hình diện tại đó, bao gồm các giới chức chính trị và tôn giáo, ngoại giao đoàn, các doanh nhân, các đại diện xã hội dân sự và văn hóa. Trong diễn văn, Đức thánh cha ca ngợi sự đa dạng phong phú của người dân Papua New Guinea, những người được kêu gọi sống trong hòa thuận và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Trước hết, Đức thánh cha bày tỏ lòng vui mừng đến thăm Papua New Guinea, ngài cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của họ và gửi lời chào tới toàn thể người dân cả nước, chúc họ hòa bình và thịnh vượng. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền vì sự giúp đỡ mà họ dành cho nhiều hoạt động của giáo hội trên tinh thần cộng tác lẫn nhau vì lợi ích chung. Và Đức Thánh Cha tiếp tục bài diễn văn như sau. Ở quê hương của quý vị, một quần đảo với hàng trăm hòn đảo, hơn 800 ngôn ngữ được sử dụng, tương ứng với nhiều nhóm sắc tộc. Điều này làm nổi bật sự phong phú văn hóa phi thường. Và tôi thú nhận rằng đây là một khía cạnh làm tôi rất yêu thích, ngay cả trên bình diện tâm linh bởi vì tôi tưởng tượng rằng sự đa dạng to lớn này là một thách đố đối với thần khí, đấng tạo ra sự hài hòa từ những khác biệt. Đất nước của quý vị, ngoài các hải đảo và các ngôn ngữ, còn rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Những tài nguyên này được Thiên Chúa dành cho toàn bộ cộng đồng và ngay cả khi việc khai thác chúng cần có sự tham gia của các chuyên gia và các công ty quốc tế lớn, thì điều đúng đắn là phải quan tâm đến nhu cầu của người dân địa phương khi phân phối số tiền thu được và việc sử dụng lực lượng lao động để cải thiện cách hiệu quả điều kiện sống của họ. Sự phong phú về môi trường và văn hóa này đồng thời thể hiện một trách nhiệm lớn lao, bởi vì nó đòi hỏi mọi người, các chính phủ cùng với người dân để cổ võ mọi sáng kiến cần thiết để phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người theo cách mang lại cuộc sống bền vững và công bằng. Một cách thế nhằm thúc đẩy hạnh phúc của tất cả mọi người, không loại trừ ai, thông qua các chương trình thực thi cụ thể và thông qua hợp tác quốc tế trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bằng những thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên. Một điều kiện cần thiết để đạt được những kết quả lâu dài như vậy là sự ổn định của các thể chế. Điều này được ủng hộ bởi sự đồng thuận về một số điểm cốt yếu giữa các quan niệm và sự nhạy cảm khác nhau hiện có trong xã hội. Việc tăng cường sự vững chắc về thể chế và xây dựng sự đồng thuận về những lựa chọn căn bản là một yêu cầu không thể thiếu đối với sự phát triển toàn diện và liên đới. Nó cũng đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn và bầu khí hợp tác giữa mọi người, bất chấp sự khác biệt về vai trò và sự khác biệt về quan điểm. Đặc biệt, tôi mong tình trạng bạo lực giữa các bộ tộc sẽ chấm dứt, điều thật đáng tiếc khi gây ra nhiều nạn nhân, không cho người dân được sống hòa bình và cản trở sự phát triển. Do đó, tôi kêu gọi ý thức trách nhiệm của mọi người để vòng xoáy bạo lực bị gián đoạn và thay vào đó, chúng ta kiên quyết đi theo con đường dẫn đến sự hợp tác hiệu quả vì lợi ích của toàn thể người dân của quốc gia. Trong bầu không khí được tạo ra bởi những thái độ này, vấn đề về tình trạng của đạo Bougainville cũng sẽ có thể tìm được một giải pháp dứt khoát tránh khơi lại những căng thẳng xưa nay. Bằng cách củng cố thỏa thuận về nền tảng của xã hội dân sự và với việc mọi người sẵn sàng hy sinh một phần quan điểm của mình vì lợi ích của tất cả mọi người, Chúng ta có thể sử dụng các nguồn lực cần thiết để cải thiện cơ sở hạ tầng và giải quyết các nhu cầu về sức khỏe và giáo dục của người dân, đồng thời gia tăng cơ hội có việc làm bền vững." Đức Thánh Cha nói tiếp, "Tuy nhiên, ngay cả đôi khi chúng ta quên điều đó, thì ngoài những gì cần thiết để sống, con người cần có một niềm hy vọng lớn lao trong tâm hồn, điều giúp họ sống tốt và mang lại cho họ hương vị và lòng can đảm để thực hiện những dự án quy mô lớn." và cho phép họ ngước nhìn lên cao và hướng tới những chân trời rộng lớn. Của cái vật chất dồi dào, nếu không có hơi thở của tâm hồn này thì không đủ để mang lại sự sống cho một xã hội đầy sức sống và thanh thản, cần cù và vui tươi, mà thậm chí còn khiến nó co cụm trong chính mình. Sự khô cằn của trái tim khiến xã hội mất định hướng và quên đi hệ thống giá trị đúng đắn. Và như xảy ra ở một số xã hội giàu có, nó tước đi động lực và ngăn cản sự tiến lên của xã hội đến mức xã hội mất hy vọng vào tương lai và không còn tìm được lý do để truyền lại sự sống và đức tin cho các thế hệ tương lai. Vì lý do này, cần phải hướng tinh thần tới những thực tại cao hơn. Các hành vi cần được hỗ trợ bởi sức mạnh nội tâm, một sức mạnh bảo vệ chúng khỏi nguy cơ bị hư hỏng và dần mất đi khả năng nhận ra ý nghĩa công việc của mình và thực hiện nó một cách tận tâm và nhất quán các giá trị của tinh thần ảnh hưởng ở mức độ đáng kể đến việc xây dựng thành phố trần thế và mọi thực tại tạm thời. Chúng truyền vào tâm hồn, có thể nói, truyền cảm hứng và củng cố mọi dự án. Logo và khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Papua New Guinea của tôi cũng nhắc nhở chúng ta về điều này. Khẩu hiệu chỉ với một từ nói lên tất cả, cầu nguyện. Có lẽ có ai đó quá chú trọng đến sự đúng đắn chính trị, có thể ngạc nhiên trước sự lựa chọn này, nhưng trên thực tế thì người này đã sai bởi vì một dân tộc cầu nguyện sẽ có một tương lai nhận được sức mạnh và niềm hy vọng từ trên cao và ngay cả biểu tượng chim thiên đường trong logo của cuộc viếng thăm cũng là biểu tượng của tự do của sự tự do mà không gì và không ai có thể bóp nghẹt được vì nó là sự tự do nội tâm và được bảo vệ bởi thiên chúa đúng là tình yêu và muốn con cái của người cũng được tự do đối với tất cả những ai tuyên xưng mình là ki tơ hữu đại đa số dân tộc của anh chị em tôi chân thành hy vọng rằng đức tin không bao giờ bị thu hẹp vào việc tuân giữ các nghi lễ và giới luật nhưng hệ tại ở việc yêu mến chúa giêsu kitô và bước theo người và đức tin đó có thể trở thành một lối sống văn hóa truyền cảm hứng cho tâm trí và hành động và trở thành ngọn hải đăng soi đường bằng cách này đức tin cũng sẽ có thể giúp xã hội nói chung phát triển và xác định các giải pháp tốt và hiệu quả cho những thách đố lớn lao của xã hội đức thánh cha cũng nói đến mục đích của cuộc viếng thăm trong tư cách là người kế vị thánh phêrô tôi đến để khuyến khích các tín hữu công giáo tiếp tục cuộc hành trình của họ và củng cố họ trong việc tuyên xưng đức tin tôi đến để cùng họ vui mừng về những tiến bộ họ đang đạt được và chia sẻ những khó khăn của họ tôi ở đây, như Thánh Phaolô nói, là người cộng tác vào niềm vui của anh em. Tôi khen ngợi các cộng đoàn Kitô tô giáo về những công việc bác ái họ thực hiện trong nước, và tôi kêu gọi họ luôn tìm kiếm sự cộng tác với các tổ chức công và với tất cả những người thiện trí, bắt đầu từ những anh chị em thuộc các hệ phái Kitô tô giáo khác và các tôn giáo khác, vì lợi ích chung của mọi công dân Papua New Guinea. chân ta sáng ngời của chân phước Pietro Torot như Thánh Doan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố trong thành lễ phong chân phước, dạy chúng ta biết quảng đại phục vụ người khác để đảm bảo rằng xã hội phát triển trong sự trung thực và công bằng, hòa hợp và liên đới. Cầu mong gương sáng của Ngài cùng với tấm gương của chân phước Giovanni Mazzucconi của Pime và của tất cả các nhà truyền giáo đã loan báo tin mừng trên mảnh đất này của quý vị, mang lại cho quý vị sức mạnh và niềm hy vọng. Xin Tổng lãnh Thiên thần Michael, thánh bổn mạng của Papua New Guinea luôn dõi theo quý vị và bảo vệ quý vị khỏi mọi nguy hiểm, bảo vệ các cấp chính quyền và toàn thể người dân đất nước này. Thưa quý ông, quý bà, tôi vui mừng bắt đầu cuộc viếng thăm diệu quý vị. Tôi cảm ơn quý vị đã mở cửa chào đón tôi ở đất nước xinh đẹp của quý vị, rất xa Roma nhưng lại rất gần với trái tim của giáo hội công giáo. Bởi vì trong lòng giáo hội có tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đứng trên thành giá đã ôm lấy tất cả mọi người. Tin mừng của người dành cho mọi dân tộc không bị ràng buộc bởi bất kỳ quyền lực trần thế nào, nhưng tự do làm phong phú mọi nền văn hóa và làm cho vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình phát triển trên thế giới. Ước gì vương quốc ấy được chào đón hoàn toàn tại vùng đất này để tất cả mọi dân tộc của Papua New Guinea và những truyền thống đa dạng của họ sống hòa hợp với nhau và cống hiến cho thế giới một dấu hiệu của tình huynh đệ. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đi đến một sảnh cạnh đó để chào các lãnh đạo chính quyền của các nước Thái Bình Dương. Cuối cùng, tại lối vào chính, Đức Thánh Cha đã từ giã toàn quyền Papua New Guinea và trở về tòa sứ thần. Đức Thánh Cha thăm các trẻ em của sứ vụ đường phố và Galan Services Bắt đầu chương trình buổi chiều ngày thứ hai tại Papua New Guinea, Đức Thánh Cha đã đến trường trung học kỹ thuật Caritas ở Port Moresby để thăm các trẻ em đường phố và trẻ em khuyết tật. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được đón bởi khoảng 800 trẻ em, được sứ vụ đường phố và Kalan Services chăm sóc. Sứ vụ đường phố do các nữ tu của Hội Trái Tim Chúa Giêsu điều hành, chăm sóc trẻ em nghèo từ 7 đến 14 tuổi, cung cấp cho các em những nhu cầu thiết yếu và giáo dục. Trong khi đó, Kalan Services là nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất cho trẻ em và những người khuyết tật ở Papua New Guinea. Đây là tổ chức ủng hộ hàng đầu cho quyền và đại diện cho người khuyết tật, tập trung vào giáo dục và đào tạo hòa nhập cho tất cả những người khuyết tật trong nước. Sau lời chào của Đức Hồng Y Tổng giáo mục Port Moresby, John Ribat, một nhóm từ sứ vụ đường phố đã biểu diễn một vài bài hát và điệu nhảy truyền thống. Sau đó, hai trẻ em đặt câu hỏi. Em đầu tiên từ Carline Services nói bằng ngôn ngữ ký hiệu đã hỏi Đức Thánh Cha rằng, tại sao con không thể giống như những người khác? Em thứ hai từ sứ vụ đường phố đã hỏi, chúng con có thể làm gì hữu ích để biến thế giới của chúng con thành một nơi tốt đẹp? Sau một màn biểu diễn ca múa khác, đến lượt Đức Thánh Cha Francisco chào các em và trả lời các câu hỏi của các em. Ngài cảm ơn những câu hỏi đã được đặt ra và Ngài trả lời câu hỏi tại sao con không giống như những người khác. Ngài trả lời rằng, không ai trong chúng ta giống như người khác tất cả chúng ta đều độc nhất trước mặt thiên chúa. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người đều có một vai trò và sứ mạng riêng, có thể mang lại cả thách thức và niềm vui sâu sắc. Ngài cũng khuyến khích tất cả mọi người tập trung vào tình yêu mà họ trao đi và nhận lại, và lưu ý rằng niềm vui của chúng ta không phụ thuộc vào điều gì khác mà chỉ phụ thuộc vào tình yêu. Trả lời câu hỏi thứ hai về cách làm cho thế giới trở nên tươi đẹp và hạnh phúc hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Tình yêu là chìa khóa, với cùng một công thức, bằng cách học cách yêu Chúa và yêu người khác bằng cả trái tim của mình từng ngày. Ngài khuyến khích các trẻ em phát triển và thăng tiến bằng cách học tập và nỗ lực hết mình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy giữ ánh sáng tình yêu cháy sáng như một biểu tượng của hy vọng cho thế giới. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các giám mục của Papua New Guinea và của đảo Salomon, các linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và giáo lý viên. Chiều thứ Bảy ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024, sau khi thăm các trẻ em của Sứ vụ Đường Phố và Kellen Services tại trường trung học kỹ thuật của Caritas, Đức Thánh Cha đi xe đến đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ cách đó khoảng 1,2 km để gặp gỡ các giám mục của Papua New Guinea và của đảo Salomon, các linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và giáo lý viên. Đền thánh Đức Mẹ Phù Hộ được xây dựng trong 4 năm do dòng Salesian tặng và được làm phép và thánh hiến vào ngày 24 tháng 5 năm 2028 bởi Đức Hồng Y Thomas Starfrost Williams, nguyên tổng giám mục Wellington ở New Zealand. Hiện diện tại buổi hôm đó có Thủ tướng Michael Somer, và toàn quyền Paulius Martin. Khi bàn giao công trình cho Đức Hồng Y, đại diện dòng Salyian nói, đây là biểu tượng tình yêu và lòng sùng kính đức mẹ của người dân. Trong nghi thức thánh hiến bàn thờ có đặt thánh tích của thánh Joan Bosco và Marie Massarello. Khi đến nơi, đức thánh cha được chào đón bởi đức hồng y John Ripet, tổng giám mục Post Moresby, chủ tịch hội đồng giám mục, giám đốc đền thánh và hai em bé trong trang phục truyền thống tiến đến tặng hoa cho Ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến vào cửa chính hôn thánh giá và rảy nước thánh do cha giám đốc trao. Sau bài hát, buổi gặp gỡ được bắt đầu bằng lời chào mừng của Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Tiếp đến là chứng từ của cha Emmanuel, Sir Lorena, ông James, giáo lý viên và bà Grace, đại diện của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha cảm ơn và bày tỏ niềm vui được gặp mọi người trong đền thánh giáo phận dân kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, một tước hiệu rất được Thánh Gioan Bosco yêu mến. Ngài nói, năm 1844, khi Đức Mẹ truyền cảm hứng cho Thánh Gioan Bosco xây dựng một nhà thờ ở Torino để dân kính Đức Mẹ, Mẹ đã hứa với Thánh Nhân, đây là nhà của ta, đây là vinh quang của ta. Đức Mẹ đã hứa với Thánh Gioan Bosco rằng, nếu Ngài có can đảm bắt đầu xây dựng nhà thờ đó, thì ân sủng lớn lao sẽ đến. Và đã xảy ra như thế, nhà thờ đã được xây dựng và thật kỳ diệu, ngôi thánh đường trở thành trung tâm cho phép tin mừng tỏa sáng, đào tạo những người trẻ và thực hiện các hoạt động bác ái, một điểm tham chiếu cho nhiều người. Như thế, đền thánh tuyệt đẹp nơi chúng ta đang ở đây được truyền cảm hứng từ câu chuyện đó, cũng có thể là một biểu tượng cho chúng ta về ba khía cạnh trong hành trình Kitô tô giáo và truyền giáo của chúng ta, như những chứng từ mà chúng ta vừa nghe đã nhấn mạnh đó là can đảm để bắt đầu, nét đẹp của sự hiện diện và hy vọng phát triển. Can đảm để bắt đầu, Đức Thánh Cha lần lượt quản diễn từng khía cạnh. Thứ nhất, can đảm để bắt đầu. Những người xây dựng nhà thờ này đã bắt đầu công trình bằng một hành động đức tin lớn lao mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ nhiều khởi đầu can đảm của những người đi trước. Các nhà truyền giáo đến đất nước này vào giữa thế kỷ thứ 19 và những bước đầu tiên trong sứ vụ không dễ dàng. Một số nỗ lực thực sự đã thất bại. Nhưng các vị đã không bỏ cuộc. Với đức tin lớn lao, lòng nhiệt thành tông đồ và nhiều hy sinh, các nhà thừa sai tiếp tục rao giảng tin mừng và phục vụ anh chị em, luôn bắt đầu lại nhiều lần khi không thành công. Theo Đức Thánh Cha các cửa sổ kính màu trong đền thánh nhắc nhở chúng ta về điều này ánh sáng mặt trời mỉm cười với chúng ta qua khuôn mặt của các vị thánh và các vị chân phước mọi người thuộc mọi hoàn cảnh gắn liền với lịch sử của cộng đoàn tất cả theo những cách thức và thời đại khác nhau đã bắt đầu các sáng kiến và tạo ra những con đường chỉ để bắt đầu lại nhiều lần họ đã góp phần mang tin mừng đến giữa anh chị em với một sự phong phú đầy màu sắc của các đặc sủng. Được sinh động bởi cùng một thần khí và cùng một đức ái của Chúa Kitô. Nhờ những cuộc khởi hành và tái khởi hành của họ mà chúng ta có mặt ở đây, mặc dù nhiều thách đố, chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước, không lo sợ. Biết rằng chúng ta không đơn độc. Chính Chúa là đấng hành động trong chúng ta và với chúng ta, làm cho chúng ta giống như họ trở thành khí cụ ân sủng của người và về vấn đề này dưới ánh sáng của những gì mọi người đã được nghe đức thánh cha nói ngài muốn gửi đến các giám mục linh mục tu sĩ và giáo lý viên một hướng đi quan trọng cho sự khởi hành của họ những vùng ngoại vi của đất nước đó là những người thuộc những khu vực nghèo nhất của đô thị cũng như những người sống ở những khu vực xa xôi và bị bỏ rơi đôi khi bị thiếu những nhu cầu cơ bản những người bị gạt ra bên lề xã hội và bị tổn thương cả về mặt đạo đức lẫn thể lý bởi thành kiến và mê tín đôi khi thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng như James và Sir Lorena đã nói đức thánh cha nhấn mạnh giáo hội mong muốn đặc biệt gần gũi với những anh chị em này bởi vì trong họ chúa giê xu hiện diện một cách đặc biệt và ở đâu có người là đầu của chúng ta hiện diện ở đó cũng có chúng ta là các chi thể của người. Vì chúng ta thuộc về cùng một thân thể, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng. Đưa thanh trà đi đến khía cạnh thứ hai, đó là nét đẹp của sự hiện diện. Ngài nói, chúng ta có thể thấy điều này được tượng trưng trong những chiếc vỏ sò kina trang trí trong nhà thờ này và là dấu hiệu của sự thịnh vượng. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng đó là kho báu đẹp nhất trước mắt Chúa Cha, gần bên Chúa Giêsu và dưới áo tròn của mẹ Maria, chúng ta được hiệp nhất thiêng liêng với tất cả anh chị em mà Chúa đã giao phó cho chúng ta và những người không thể hiện diện ở đây, được thắp sáng bởi ước muốn cho cả thế giới được biết đến tin mừng và chia sẻ với chúng ta sức mạnh và ánh sáng của tin mừng. Về câu hỏi của James, làm thế nào để truyền đạt lòng nhiệt thành truyền giáo cho giới trẻ? Ngài trả lời rằng, việc này không liên quan đến kỹ thuật. Tuy nhiên, một cách đã được chứng minh là vuông trồng và chia sẻ cho họ niềm vui của chúng ta khi được ở trong giáo hội, ngôi nhà chào đón, được làm bằng những viên đá sống động, được chọn và quý giá, được Chúa đặt bên cạnh nhau và được củng cố bằng tình yêu của người. Như kinh nghiệm của Grace về Thường Hội đồng đã nhắc nhở rằng, bằng cách quý trọng, tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, chúng ta có thể cho mọi người chúng ta gặp gỡ thấy rằng, thật tuyệt vời khi được ở cùng nhau theo Chúa Giêsu và loan báo tin mừng của người. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nét đẹp của sự hiện diện không được trải nghiệm nhiều trong các sự kiện lớn và trong những lúc thành công, nhưng đúng hơn là ở lòng trung thành và tình yêu mà chúng ta cố gắng cùng nhau phát triển mỗi ngày. Niềm hy vọng phát triển Tiếp tục giải thích về khía cạnh thứ ba, niềm hy vọng phát triển. Đức Thánh Cha nói trong nhà thờ này có một giáo lý bằng hình ảnh thú vị về việc vượt qua biển đỏ với các nhân vật Abraham, Isaac và Mose. Các tổ phụ đã sinh hoa trái nhờ đức tin, những người đã tin tưởng và nhận được hồng ân là con cháu đông đảo. Và đây là một dấu hiệu quan trọng, bởi vì cũng khuyến khích chúng ta ngày nay tin tưởng vào hoa trái của việc tông đồ, tiếp tục gieo những hạt giống tốt nhỏ bé trên các luống cày của thế giới. Chúng nhỏ bé như hạt cải, nhưng nếu chúng ta tin tưởng và không ngừng gieo, Nhờ ân sủng Chúa chúng sẽ nảy mầm, mang lại mùa màng bội thu và sinh ra những cây chim trời có thể làm tổ. Thánh Phaolô nói điều đó khi Ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự lớn lên của những gì chúng ta gieo không phải là công việc của chúng ta mà là của Chúa và mẹ giáo hội dạy điều đó khi nhấn mạnh rằng ngay cả qua những nỗ lực của chúng ta chính Thiên Chúa làm đảm bảo rằng vương quốc của người sẽ đến trên mặt đất vì vậy chúng ta tiếp tục kiên nhẫn rao giảng tin mừng không nản lòng trước những khó khăn và hiểu lầm ngay cả khi chúng nảy sinh ở những nơi mà chúng ta không muốn gặp ví dụ như trong gia đình như chúng ta đã nghe cuối cùng đức thánh cha mời gọi tất cả cùng tạ ơn chúa vì tin mừng đã bén rễ và lan rộng ở papua New Guinea và quần đảo salomon và khích lệ các giám mục linh mục Tu sĩ và giáo lý viên tiếp tục sứ vụ như những chứng nhân của lòng can đảm, nét đẹp và hy vọng. Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần cách đó 4 km để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Papua New Guinea. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.